Nghệ sĩ Việt trước thêm dỗ tổ sân khấu, danh hài Hoài Linh im ắng, đền thờ 100 tỷ điều hưu. Diễn viên Huỳnh Kiến An bất lực vì chưa bao giờ hai tiếng nghệ sĩ bị xúc phạm nhiều như lúc này. Hàng năm, cứ đến ngày 12 tháng 8 âm lịch, nhiều nghệ sĩ khắp nơi đều tề tựu để tri ân ngày dỗ tổ ngành sân khấu. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, do đó nhiều nghệ sĩ lặng lẽ tổ chức tại nhà, có gì cũng lấy. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi xúc động tâm sự. Vào ngày 18 tháng 9 dương lịch, tức 12 tháng 8 âm lịch, các nghệ sĩ sẽ cùng cúng vọng và cùng thắp hương cầu nguyện, xin tổ phù hộ cho sân khấu thành phố Hồ Chí Minh và sân khấu cả nước sớm sáng đèn trở lại. Xin tổ phù hộ cho các anh chị em nghệ sĩ thật nhiều sức khỏe để vượt qua thời gian khó khăn này, phù hộ cho mọi người vững lòng vượt qua đại dịch. Nghệ sĩ Minh Nhí buồn vì không thể tụ họp được. Anh khuyên đàn em bày bàn cúng ở nhà và tùy theo điều kiện kinh tế mà dâng hương tổ con gà, đĩa trái cây, hộp bánh cũng được tổ sẽ thông cảm thôi. Nghệ sĩ Việt Hương Việt từ cách đây nửa tháng đã đặt 5.000 bánh trung thu và 22.224 hộp sữa để làm từ thiện nhân dịp dỗ tổ nghề. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cho biết sẽ lập bàn thờ tổ sớm hơn một ngày vì bận tham gia sâu dỗ tổ và sâu cải lương của nghệ sĩ Phương Hồng Thủy. Bên cạnh đó, nàng phi giao nghẹn ngào khi nhắc đến sư phụ cô, cố soạn giả Bạch Mai vừa mới tạ thế. Diễn viên Huỳnh Kiến An cũng không ngoại lệ. Ông trùm xã hội đen cảm thấy buồn và chạnh lòng trước thềm dỗ tổ. Nam diễn viên tâm sự, ngày dỗ buồn. Chưa bao giờ chứng kiến ngày rỗ tổ hưu quạnh như năm nay. Chưa bao giờ hai tiếng nghệ sĩ bị xúc phạm nhiều và nặng nề như lúc này. Cảm thấy bất lực, cảm thấy có lỗi với tổ nghiệp. Bên cạnh nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B, sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, sân khấu kịch Hồng Vân. Điều hưu trước ngày đặc biệt thì nhà tổ của nghệ sĩ Hoài Linh cũng rơi vào trường hợp tương tự. Đền thờ tổ nghề sân khấu của danh hài Hoài Linh là nơi hàng năm diễn ra những sự kiện lớn. Những nghệ sĩ sẽ quy tụ về đây và bày tỏ lòng tri ân, thành kính với các vị tổ tiên. Công trình bắt đầu được xây dựng vào năm 2014 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2016. Tổng diện tích các công trình được cấp giấy phép xây dựng hơn 488 mét vuông. Được biết, tổng giá trị để xây dựng nhà thờ tổ này lên đến hơn 100 tỷ đồng. Vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh vướng lùm xùm chậm giải ngân tiền cứu trợ lũ lụt ở miền Trung khiến nam nghệ sĩ vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng. Sau ồn ào nam nghệ sĩ lui về ở ẩn và dường như biến mất khỏi các trang mạng xã hội ngày dỗ tổ kề cận có lẽ năm nay nghệ sĩ hoài linh sẽ đơn độc cúng tổ như bao đồng nghiệp khác các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé